Người đầu tiên kết nối với một máy đo điện não kích hoạt internet chỉ những một từ, từ này sẽ được chuyển sang bán điện thông minh bởi một máy tính của người thưa điện tử với một robot sẽ truyền tin nhắn đến người nhận. Người nhận sẽ nhận được thông điệp như ánh đèn nhấp nháy tương ứng với thông điệp cụ thể được gửi đi. Bằng chứng 6. Bằng chứng của cuộc sống sau khi chết. Hiện tượng cộng tử phản nghiệm ngoài cơ thể từ lâu đã bị liệt vào loại người khoa học. Nhưng trong nghiên cứu lớn nhất trong lĩnh vực này, các nhà nghiên cứu Anh đã đưa ra những dấu hiệu đầu tiên của bằng chứng về ý thức ở những bệnh nhân mà não bộ đã ngừng hoạt động. Bằng cách thu nhập hàng trăm lời kể của những bệnh nhân có thể nhớ chăm sóc môi trường xung quanh để các hiện tượng diễn ra trong khi họ ở thẳng trái. Tại trạng thái thức não, một trong những trường hợp ly kỳ nhất, một người đàn ông 57 tuổi nhớ lại việc mình đã rời bỏ cơ thể và chứng kiến những nỗ lực tự hồi sinh chính mình. Mô tả các sự kiện cụ thể chính xác như chúng xảy ra. Thậm chí, ông còn nhớ đến nghe thấy hai tiếng biết cùng chiếc máy phát ra tiếng biết cách 3 phút một lần. Phù hợp chính xác với khoảng thời gian mà người này không có hoạt động bộ não. Rõ ràng việc nghiên cứu thêm về những ẩn ý này là cần thiết. Nhưng do mất ngoại, hoàn toàn hoạt động não đồng nghĩa với cái chết về mặt y học. Nghiên cứu này là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy ý thức vẫn tiếp tục ở hình thức này hay hình thức khác, ngay cả sau khi chúng ta chết. Trên đây là sống, anh Hồ Dung. Vừa rồi con đã chia sẻ về sống của môn điện tử khoa học như về môn dung điện tử. Câu kết, đây là câu kết này đã. Vừa rồi con đã chia sẻ 6 hiện tượng lý kỳ hơn khoa phim khoa học viễn tưởng. Hy vọng là mọi người sẽ thích. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những nội dung tiếp theo. Mời anh vô chỗ mày nha. Hôm nay đầu đặt mày nha con.